Honda HR-V thế hệ mới đã lần đầu tiên trình làng tại thị trường Đông Nam Á, cụ thể là Thái Lan, vào hồi đầu tháng 11 năm nay. Sau một tháng ra mắt thị trường này, Honda HR-V 2022 đã được hơn 6.500 khách hàng Thái Lan đặt mua. Đây là dấu hiệu tích cực dành cho mẫu SUV cỡ B này. Ở thị trường Thái Lan, Honda hr 2022 mới được chia thành 3 bản trang bị là E, L và rs. Giá xe hr mới ở thị trường này dao động từ 666 triệu đến 801 triệu. Dù ở phiên bản nào, Honda hr 2022 tại Thái Lan cũng dùng hệ chuyển động hybrid mang tên EHEV, bao gồm máy xăng Atkinson Cycle 4 xi lanh, dung tích 1.5 lít, hai motor điện và hộp số ECVT tạo ra công suất tổng cộng 131 mã lực cùng mô men xoắn cực đại 252 Nm. Hệ truyền động kết hợp với cụm pin lithium-ion, có thể sạc tự động khi xe đang chạy. Lượng xăng tiêu thụ trung bình của mẫu SUV hạng B này là 3 lít trên 100 km. Không chỉ tiết kiệm xăng, hệ truyền động này còn có 3 chế độ chính, bao gồm F, Hybrid Drive và Engine Drive. Bên cạnh đó, xe còn có 3 chế độ lái. Như vậy, Honda hr 2022 ở thị trường Thái Lan không có tùy chọn động cơ xăng 4 xi lanh, dung tích 1.5 như xe ở Nhật Bản. Bù lại, xe có thêm phiên bản RS mới vốn không được bán tại Nhật Bản. So với bản thường, Honda HR-V RS 2022 có một số đặc điểm nhận dạng như lưới tản nhiệt mạ chrome thể thao, tích hợp logo màu đỏ trong khi cản trước cản sau và nẹp xung quanh thân xe đều sơn màu đen hầm hố. Ở hốc gió trung tâm trên đầu xe còn có đường màu đỏ và nẹp mạ chrome làm điểm nhấn. Thêm vào đó là hệ thống đèn LED từ trước ra sau, đèn báo rẽ tuần tự trên đầu xe và bộ vành hợp kim 18 in sơn màu xám khói. Ngoài ra, chỉ có Honda HR-V RS 2022 mới được sơn màu đỏ Ignite Red phối với nóc đen tương phản. Trong khi đó, nội thất của bản RS có thêm chỉ khâu màu đỏ tương phản trên ghế và vô lăng. Ghế lái chỉnh điện 8 hướng và bộ bàn đạp thể thao cũng được trang bị cho bản này. Bên cạnh phiên bản RS, Honda HR-V 2022 tại thị trường Thái Lan còn có những trang bị đáng chú ý khác như cảm biến đá cốp, màn hình màu đa thông tin TFT 7 in trong bảng đồng hồ, hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng 8 in, hỗ trợ Apple CarPlay Android Auto, tính năng ra lệnh bằng giọng nói thông qua Android Auto hoặc Siri, sạc điện thoại thông minh không dây và hệ thống âm thanh 8 loa. Chưa hết, Honda HR-V 2022 ở Thái Lan còn được trang bị gói công nghệ an toàn Honda Sensing đó là chưa kể đến camera cập lấy Honda Landwatch, hệ thống hỗ trợ đổ đèo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera chiếu hậu đa góc, tính năng tự động giữ phanh tạm thời và 6 túi khí. Hiện chưa rõ thời điểm Honda HR-V 2022 về Việt Nam. Xe cộ, xxxx.